Nay xin chào các bạn nha. Hôm nay sẽ hướng dẫn cho chúng ta vẽ trái mãng cầu nha. Cầu vừa đủ xài các bạn ha. Trong ngày Tết thì thường người ta thường hay vẽ những cái trái cây để cầu cho may mắn, cầu cho sang năm mình làm ăn sẽ sung túc hơn, hoặc là mình có đủ tiền để mình xài ha. Rồi ok, bây giờ đầu tiên mình sẽ lấy màu xanh này và đi với màu vàng này, mình tán để cho nó ra được cái màu này nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ dựng cái khung trước nha. Mình sẽ dựng cái khung trước. Chắc kéo gần lại, chịu khó kéo gần lại chút xíu, chúng ta sao quá ta rồi. Giờ bắt đầu mình vào mẫu vẽ nha. Đầu tiên là mình dựng cái khung đây. Mình dựng cái khung. Rồi mình dựng cái khung trước nha cả nhà. Rồi, đầu tiên là mình dựng cái khung như thế này nha. Rồi, sau đó thì mình sẽ tô. Sau khi mình dựng khung xong thì mình sẽ tô nha các bạn. Thì mình sẽ cho thêm màu vàng vào để cho nó nhạt hơn nữa nha. Mình cho màu vàng cho nhạt. Thì ở đây là mình vẽ bằng kỹ thuật màu nước nha cả nhà. Mình vẽ bằng kỹ thuật màu nước. Các bạn thấy mình cho nước vào không, cho nó tan ra nè. Rồi, xong sau đó mình tô vào đây. Sau đó mình tô vào đây các bạn nha. Làm rất là mờ. Sau khi mình làm một cái viền xong thì giờ mình sẽ tô. Mình tô cái trái này trước. Đây ạ, mình tô trái này trước. Đây. Mình sẽ cho vào trong đây luôn đi. Nó gần dễ trắng. Rồi sau đó thì mình sẽ lấy màu ra bớt nha. Mình chỉ để một ít thôi, mình lấy màu ra bớt. Mình hút màu ra bớt nha các bạn. Rồi mình đã hút màu ra rồi. Mình đã hút bớt màu ra rồi nha. Rồi tiếp tục. Giờ tới bên đây. Bên đây thì mình cũng sẽ tô y chang như vậy luôn. Mình cũng sẽ tô như thế này. Tô nhạt trước nha các bạn, mình tô rất là nhạt nha. Rồi, được chưa? Giờ mình đã làm ra được cái khung của nó đó. Cái khung của trái mãng cầu rồi ha. Mình vẽ hai trái ha. Rồi, giờ còn lại chúng ta sẽ chờ khô ha. Mình chờ nó khô rồi bắt đầu mình đi vào bên trong của nó. Rồi bây giờ tiếp tục ha. Tiếp tục bây giờ mình lại lấy cái màu xanh đậm hơn chút xíu các bạn. Mình sẽ lấy xanh đậm hơn tí xíu nha. Mình sẽ tán ra. Mình sẽ tán ở bên góc này. Đây các bạn. Các bạn nhìn kỹ nha, mình sẽ tán ra bên góc này. Rồi, xong sau đó mình chùi cọ và mình xoay. Mình xoay. Mình tán cạnh bên đây, mình xoay. Rồi, bên đây, bên góc bên này cũng vậy. Mình cũng sẽ
Tiếp tục bên đây mình cũng sẽ đi vòng qua đây ha. Mình cũng cho nó đậm đậm ra cái khuôn quần này, những chỗ, một số chỗ mình cần phải đậm ha. Rồi có một số mình cần nó hơi vàng vàng ở đây, hơi vàng vàng thì mình cho nó vàng vàng ở đây, và ở đây thì nó có chút hơi trắng trắng, những chỗ nó hơi trắng trắng thì mình cho nó ở đây có chỗ trắng trắng chút xíu. Rồi tiếp tục ở bên này cũng vậy, mình cũng sẽ vẽ cái đoạn này, mình cho cái đoạn này thế màu xanh. Ở đây cũng vậy, mình cũng cho chút xíu màu xanh hơi đậm đậm tí xíu. Rồi lúc này mình cũng cho chút xíu vàng vàng. Rồi sau khi mà cái nền này nó đã khô thì chúng ta bắt đầu chúng ta mới vẽ tiếp nha. Mình phải đợi nó khô chúng ta mới vẽ tiếp được nha. Rồi mình cho một chút xíu này vô để cho nó đậm hơn tí xíu nữa. Mình cần cái màu xanh nó đậm đậm hơn tí xíu ở đây. Này cũng vậy, mình chuẩn màu xanh đậm đậm hơn tí xíu ra. Rồi mình vừa tô nền thêm một lần nữa ha. Bây giờ còn lại là mình chờ nó khô, mình chờ nó khô rồi mình sẽ bắt đầu mình nãy giờ mình đi lễ hay là bằng hình hết các bạn. Mình chờ nó khô thì bắt đầu mình sẽ vẽ những cái đường viền bên trong của cái vỏ mãng cầu nha các bạn. Này rồi bây giờ mình để cho nó khô nha. Rồi bây giờ ha, sau khi cái nền nó khô thì bắt đầu chúng ta sẽ lấy cái màu xanh đậm này các bạn. Mình sẽ lấy màu xanh đậm này nha. Và chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ vẽ. Mình bắt đầu mình sẽ vẽ nha. Rồi đầu tiên là mình sẽ vẽ ở đây trước. Rồi ở đây cũng vậy, mình vẽ. Ở đây mình lại tiếp tục mình vẽ cái con này nữa các bạn. Mình vẽ từng cái của cái trái mãng cầu nha, từng cái vỏ của nó đó các bạn.
mình cứ vẽ từ từ thôi ha các bạn ha. Bên đây cũng vậy, mình cũng vẽ từ 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 từ. Rồi, ok, mình vẽ được cái phần bên này rồi. Giờ qua tới bên đây, lại tiếp tục. Rồi mình vẽ được cái những cái gai của trái măng cầu ha, mình đã vẽ được những cái gai của trái măng cầu rồi các bạn. Rồi tiếp theo nữa thì bây giờ mình sẽ làm cái nền lại ha, mình sẽ làm là nền lại những cái nền nào mình cần, cái chỗ nào sáng thì mình cho nó sáng lên, mình sẽ làm từng chỗ ha, chỗ nào cần sáng thì mình sẽ cho nó sáng lên các bạn. Rồi còn mấy bên này thì mình sẽ ở những cái chỗ này thì mình bắt đầu mình sẽ lấy cái màu nâu này nè các bạn, lấy cái màu nâu nè, bắt đầu mình sẽ đi lại. Lấy chút xíu màu đen mình chấm vào đây, nó sẽ ra màu nâu. Rồi mình sẽ đi lại những cái chỗ này, đi lại những chỗ này. Giờ mình sẽ viền viền một vài cái màu nâu nha các bạn, viền viền một vài cái màu nâu. Để cho nó nổi bật cái trái măng cầu lên chút xíu.
vẽ ngồi cái mình đẩy đẩy đi nào mà không hay các bạn. Các bạn cố gắng chúng ta viền từ từ thôi ha, viền này mình không có làm nhanh được đâu, mình chỉ làm từ từ thôi. Đó, mình đã vẽ ra được cái mảng cầu rồi đó. Rồi bên đây cũng vậy, mình cũng viền lại. Rồi, ok. Xong, sau đó mình sẽ lấy cái màu nâu nè. Màu nâu nè. Cho nó đây, mình lấy miếng màu trắng mình cho nó đây cho nó nhạt bớt các bạn. Để cho ra một màu nhạt bớt nha. Cho màu nhạt bớt. Rồi, nó gần chuyển qua xám xám vô luôn nha các bạn. Gần chuyển qua xám xám này, xong sau đó mình cho tí xíu màu này. Nó hơi vàng vàng lên tí xíu nè, nó gần chuyển màu xám xám luôn. Rồi ok, để mình phối màu các bạn nhìn thấy nha. Rồi xong sau đó mình sẽ vẽ lên trên đây. Rồi, sau đó mình tô đi. Sau đó mình tô nha. Rồi, ở trong đây bắt đầu mình, khi nào mình vẽ màu đậm đúng không? Bây giờ mình sẽ đi một vài chỗ lợt nè. Mình sẽ đi một vài chỗ lợt nè. Vài đường lợt lợt hơn. Rồi, xong sau đó mình rửa cọ. Mình lại tiếp tục mình lấy bên đây. Nãy có một cái nhánh bên đây nè các bạn. Đi xuống đây. Rồi đây mình đi xuống đây. Là một cái nhánh cây nữa nha. Rồi ở đây xong xong mình đưa nhẹ ra đây. Rồi tới đây mình đưa nhẹ ra đây. Bên đây cũng vậy. Ngay góc này mình cũng sẽ đưa nhẹ ra đây. Đưa nhẹ một cái đường nhẹ nhẹ thôi các bạn ha. Có lẽ chắc mình do mình đưa đường nhẹ quá, có thể trên màn hình các bạn sẽ không thấy rõ. Rồi mình đưa hai cái nhánh lên. Rồi sau khi mình đồ này rồi ha, bây giờ ở trong đây bắt đầu mình sẽ đi màu nhạt hơn chút xíu nữa. Rồi. Rồi bắt đầu mình sẽ rửa sạch cỏ các bạn. Rửa sạch cỏ nha. Rồi cái khúc ngoài viền này các bạn, mình sẽ lấy cái màu xanh này. Mình sẽ lấy xanh này đi với cái xanh này nha. Đây.
sừng khói với nhau cho nó nhạt nhạt ra tí xíu, rồi mình đi khúc ngoài này lại. Đây, mình đi lại các bạn. Rồi, sau đó mình lấy xanh nhạt này. Mình đi nhẹ đi. Cũng vậy. Mình tô từng ô. Giờ bắt đầu mình sẽ tô từng ô nha. Mình tô từng ô thêm lần nữa để cho nó nổi bật lên. Rồi. Các bạn, nó ra bản cầu rồi đó các bạn ha. Rồi ở trong đây thì bắt đầu mình sẽ lấy màu vàng nè, màu xanh mà nó ngã qua vàng nhiều hơn chút xíu nữa. Rồi bây giờ mình sẽ tô từng ô trong này, nửa xanh cái chỗ này thì nửa xanh nửa vàng. Bạn cứ làm từng ô vậy nha. Bạn lấn ra cái đường kẽ để cho cái đường kẽ mà mình đi hồi nãy đó nó sẽ nhỏ lại hơn chút xíu. Cái đường đậm này nè, mình lấn ra tí xíu ha, thì nó sẽ nhìn nó thật hơn. Khúc ở giữa này mình cho nó hơi giống như trên băng cầu, nó gần chín vậy đó các bạn, nó trắng vậy đó ha. Đây nè các bạn, được chưa? Rồi tới bên này cũng vậy ha. Bên này cũng vậy, bắt đầu mình sẽ tô. Mình tô ở đây, mình tô khúc này nó vàng vàng đây. Nó sẽ ngã vàng nhiều nha. Rồi, tới qua bên đây bắt đầu thì màu xanh. Màu xanh nhưng mà cũng có chút vàng vàng hơi. Chút hơi vàng vàng. Rồi, ở dưới này thì cho vàng. Rồi, này thì mình cho màu vàng luôn. Rồi, còn ở đây thì mình lấy màu trắng, lấy màu vàng cho nó cho chuyển qua gần như trắng luôn, cho nhiều tí xíu. Rồi đó. Rồi sau khi mình làm này xong thì ở trên đây bắt đầu mình vẽ lá nha các bạn. Ở đây mình vẽ, ở trên đây mình vẽ lá nè. Cái lá của bản cầu ha. Rồi, sau khi mình vẽ lá xong thì mình cũng tô luôn. Mình tô cái đường lá này. Đó, mình tô cái đường lá này các bạn. Rồi, bên này cũng vậy. Mình cũng vẽ một cái lá bán cầu mấy bên cánh bên này. Vẽ một cái lá đây, nhưng mà cái lá này thì nó đều bị khuất rồi nha. Rồi. Giờ tới bên đây. Đây thì mình vẽ cái lá nè. Nó hơi già già hơn chút xíu.
Rồi giờ mình trong thời gian mình chờ đợi nó khô thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vẽ tới chỗ khác nha. Giờ mình rửa cỏ đi, rửa cỏ. Rồi thì cái khúc trong đây bắt đầu mình sẽ lấy màu trắng nha các bạn. Mình sẽ lấy màu trắng mình tô đây, lấy màu trắng mình tô đây. Bây giờ bắt đầu mình sẽ viền 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 cái lá nha các bạn, viền những cái lá, chúng ta viền từ từ thôi nha. Rồi cái lá là chúng ta cứ lấy màu xanh này chúng ta viền nha, màu xanh đậm này chúng ta viền. Đây cũng vậy, mình cũng lấy màu xanh đậm. Rồi, sau khi mình lấy màu xanh đậm mình viền rồi thì bây giờ ở bên trong cái lá, cái gân lá các bạn, mình sẽ lấy màu vàng này. Mình sẽ lấy màu vàng đây, màu vàng đây ha. Mình sẽ lấy vàng vàng và mình sẽ vẽ cái gân lá nha. Đây từ đây mình sẽ bắt đầu mình sẽ vẽ lên đây. Không biết các bạn có nhìn thấy rõ ông cạnh giúp giùm nha, chứ là nhiều khi này không thấy rõ đó. Xong sau đó mình chấm ở đây nè, mỗi cái sóng lá mình chấm đây nè các bạn. Rồi bên đây cũng vậy, mình cũng vẽ cái vàng này. Rồi ok, đây cũng vậy nhé, chúng ta cũng sẽ đi đây và chúng ta sẽ cong lên đây, cong lên đây, cong lên đây, cong lên đây, cong lên đây. Rồi các bạn cũng chấm nha. Rồi ở đây cũng chấm vài cái, mình thấy cái lá nó có cái mục gì đó thì mình cũng chấm vài cái. Rồi sau khi mình vẽ cái phần viền này xong thì mình sẽ lấy cái màu đen nè các bạn, màu đen nè ha, màu đen đi với đây màu đỏ ra màu nâu nè, màu nâu đen nè, đậm nè ha. Rồi bắt đầu mình sẽ đi viền của cái này lại nha. Đây cũng vậy, các bạn.
Rồi sau khi mình vẽ cái màu này xong rồi thì mình sẽ bắt đầu mình cho một chút xíu phần đậm này vô đây, và bắt đầu mình đánh khói nha, mình đánh để cho nó tan 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 ra một chút xíu thôi nha các bạn. Rồi mình hút nó ra đó, đánh cho nó hơi vậy đó, hơi lam lam ra vậy đó ha. Bên này cũng vậy, mình cũng đánh tí xíu xíu vậy đó. Rồi. Rồi các bạn đó, mình đã vẽ được cái phần của trái mãng cầu rồi ha. Rồi bắt đầu ở đây thì mình cho tí xíu siêu. Màu vàng vô để mình tạo điểm nhấn sáng tối thôi chứ không có gì hết các bạn. Nhiều khi nó mình cần phải có tạo một vài cái điểm nhấn á các bạn. Lúc mình cần phải tạo vài điểm nhấn. Rồi sau khi mà mình lấy đây xong rồi ha các bạn ha, thì ở phần trong này bắt đầu mình vẽ những cái hộp nha. Rồi thì cái phần ở chỗ cái cuốn đó nè ha, thì bắt đầu mình sẽ lấy cái màu nâu này nè ha, màu 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 nâu nè, nó hơi ấy tí xíu thì mình hơi vẽ đi xuống chút xíu các bạn, đi cái vô cái lõi của nó vậy nè, hơi nhẹ nhẹ vô cái lõi vậy nè các bạn, cái lõi của cái trái măng cầu mà mình cắt ra, cái chút xíu xíu ấy. Đó mình chùi sạch ra, mình tán ra, tán chút thôi không có nhiều nha. Đó mình làm cho nó có cái lõi thành ở bên trong của mảng cầu ha. Đó rồi sau đó, sau khi mình làm cái lõi này rồi thì mình làm một vài cái quận 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 ở đây tí xíu nữa. Rồi bây giờ bắt đầu mình vẽ hộp nha. Mình sẽ lấy màu đen. Rồi bắt đầu mình chấm, mình vẽ hộp. Bị khuất không ạ? Cái hộp của mảng cầu đó các bạn. Rồi bên đây thì bên đây sẽ đối xứng ra một cái hộp đây. Rồi tiếp tục, ở đây sẽ có một cái hộp ngang ngang ra, một cái hộp sẽ nằm ngang ngang ra. Rồi tập ở đây sẽ có một cái hộp mảng cầu nó nằm đây. Mình muốn cho cái phần này nó đi xuống đây tí xíu nữa. Đây. Mình vừa vẽ xong trái măng cầu ha. Hai trái măng cầu.
Rồi tới lúc này bây giờ mình sẽ chỉnh sửa lại chỗ này chút xíu. Mình chỉnh chỗ này chút xíu nha, cho cái độ sáng của nó sáng lên. Ok, mình vừa vẽ xong kỹ thuật của trái măng cầu. Rồi còn lại là giờ mình sơn tớp thôi ha cả nhà. Trong khoảng thời gian chờ sơn tớp thì ở đây mình cho cái nền nó hơi xanh nha, nền hơi xanh và hơi vàng. Tối chút xíu hơi sáng mà không thấy rõ được màu. Ở đó đó đây, đây các bạn. Rồi ok đấy, vừa xong trái măng cầu đây cả nhà ơi. Đây, mình quay cho các bạn chúng ta xem nha. Đủ sân cầu ha. Rồi cầu vừa đủ xài đúng các bạn. Rồi trái đầu tiên mình vẽ đó là trái măng cầu. Ok rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi ở đây một chút xíu, mình tạo độ sáng tối ở đây một chút xíu nữa, một vài cái sáng sáng ở đây. Rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ sơn tớp nha cả nhà nha.
thảo sáng đây chút xíu. Rồi sau khi thì sau khi thô khô rồi đó các bạn ha, thì bây giờ mình sơn tớp nha. Giờ mình sơn tớp cho cả nhà chúng ta cùng xem nhé. Đây mình sơn tớp đây. Đây các bạn. Ok, rồi bây giờ mình hơ đèn nha. Hơ 2 phút nha cả nhà nha. Ok, mình vừa vẽ xong trái mãng cầu đây các bạn ơi, hay còn gọi là quả na nha. Đây, sơn xong rồi, khô rồi nè cả nhà. Xong rồi nè. Rồi đây là địa chỉ của mình, 2F21 Mễ Cốc, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0902660724 nha các bạn. Rồi bạn nào mà chúng ta muốn liên hệ với mình để tìm hiểu về khóa học thì các bạn sẽ vào đây để mình mở cái trang Facebook của mình ha. Đây là Facebook của mình. Đây là trang Facebook của mình nha các bạn. Phạm Thị Ngọc Cẩm đây các bạn nha. Phạm Thị Ngọc Cẩm nha. Rồi mình không có giấu Phạm Thị Ngọc Cẩm. Rồi các bạn gõ 0902660724 thì sẽ ra trang Facebook cá nhân của mình nha. Rồi ok, đây trang Facebook của mình đây. Cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Bye bye, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.